Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình tên là Nghĩa. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với một cái DLC mới của tựa game Rise of the Tomb Raider, có tên là Baba Yaga. Thì đó là một cái DLC mới vừa mới ra mắt vào tối hôm qua mà mình vừa mới đào về xong. Thì cái DLC này tốn khoảng 10 đô, nhưng mà để mình nghĩ là nó sẽ đáng, rất là đáng giá để chơi thử, cho nên mình phải mua về. Và hiện tại mình đang tới cái điểm mà bắt đầu nhiệm vụ mới. Đây, Baba Yaga là cái nhiệm vụ mới, có hình cái đầu con gì đây nè. Đó, đó khá là hay. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn để các bạn không phải chờ lâu. Cũng may là mình tới ngay chỗ này ngay lập tức luôn rồi. Ui. Chuyện gì nó bắn rồi? Lên bắn luôn nè. Da đen nè. Ui, má té giặt mặt luôn con. Ui, cái gì? Ôi, còn thanh niên này nữa. Ê. Da đen, bày đặt. Da đen không phải là cái tội, nhưng mà da đen quá thì cũng là cái tội đó. Hey. Ê. Rồi. Ồ, cái gì đây? Wow, cái gì vậy? Bậy quá dân chơi. I'm not with Trinity, my name is Lara. I can see the cylinder is empty. Đừng có đùa với chị, bỏ súng xuống cưng. Má, chị cầm AK mà cưng láo sao? Cái súng của cưng tưởng cưng chơi lại với chị sao? Má, Nadia cũng hên đó, là mình khoan nhượng, tốt bụng. Chứ không là bố chết mày nãy giờ rồi. Rồi. Giờ đâu ta? Để coi bản nhiệm vụ rồi đã. Ủa sao mất cái nhiệm vụ rồi? Mission Challenge. Mình cũng rồi, giờ phải đi đâu nữa? Hơi khó hiểu một chút. Nadia. Laura, you're back. Can you help me? À đây, chắc là nhiệm vụ đây, con nhỏ này đây. My grandfather snuck out. I think he's headed for the Wicked Vale, where the witch Baba Yaga lives. I was trying to catch up with him when the invaders caught me. Before I was born, the witch killed my grandmother. Oh, the witch killed my grandmother. I always talked about revenge, but I never thought he'd actually go through with it. There isn't much time. Oh, vậy là cái con phù thủy mà trong cái DLC này á, giết bà ngoại con nhỏ này, và chúng ta phải chasing grandpa, chúng ta phải đi tìm ông ngoại của nhỏ này. Ok, chơi luôn. Má, chị thích giúp người lắm. Vô, má hang động mà. Má sát khui tùm lum la đây. Wow. Ê, bậy á. Nói chưa gì phải giết hai con chó sói rồi. Quái thật. Hình như khúc trên thì phải. Dưới đây không có liên quan gì rồi. Má, mình nãy mình cứ tưởng nó chỉ khúc này là mình xuống dưới đây thấy hai con chó sói, đúng là ghê thật chứ. Má, nhiều lúc làm mình rợn cái da gà. Khúc trên đây. Đó, đây còn cái hang. What the f. Ôi, má chuẩn bị vô cái hang này thấy nguyên con hổ, con báo gì chứ. Tránh xa bố mày ra. Bố mày không muốn giết thú vật nhá. Má, nhưng mà mày bắt bố phải làm thôi. Má, nhây. Má, xuống AK mà hết đạn luôn rồi đó. Nãy giờ gặp hai ba con rồi đó. À đây, mình nghĩ là đây nè. Chắc chắn luôn. Đây cùng rồi kìa. À. Vô luôn. Well
gì đây? Ủa, nước trắng xóa nhìn ghê vãi luôn á. Unknown area. Ủa, có vẻ hay đó. Loud and clear. I can monitor the invaders' frequencies from here while I patch myself up. Frozen gore. I will let you know. Ở đây có base camp. Ê, có skill mới. Upgrade cái nhẹ. One skill boy. Mình master khúc này gần hết luôn rồi. Survivor thì mình cũng có nhiều cho nên. Ok. Triple shot. Pistol. Không cần thiết cho lắm. Này cũng không cần cho lắm. Napalm. Deathclaw arrows. Toàn cung không à. Nhiều lúc thì mình cũng không cần đó. EI for detail, fire challenge objects. Thường mình không có nâng cấp cái này nhiều tại vì nó cũng chả có gì đặc sắc. Nhưng mình thì cũng không có sử dụng này nhiều cho nên mình không có upgrade. Mình upgrade Hunter đi. Triple shot đi, expert đi. Ok, đi tiếp. Ồ, cũng đẹp ấy chứ. Áo vải. Wicked Veil. À đi, chắc đứa này quay chỗ này nè, đúng rồi. Mình nghĩ là chắc phải nhảy một phát qua kia luôn nha. Ồ, mấy em đã té rồi. Mấy chỗ này nhìn nguy hiểm vãi luôn á. Bình tĩnh, tự tin, không cây cú. Đó, chính xác là thế. Straight out of a Russian folktale. Lên luôn. Oh, cái này căng à. Đừng nhìn xuống ghê cho bọn mày luôn á. Đồ. Oh, cái gì đây? Oh, voice of God. Giọng nói của thần thánh. Laura, hang on. I'm picking up a transmission. Ok. Chúng ta đi tới đây an toàn. Nó nhiều lúc trượt tay cái là té luôn á. Má càng thế không biết. Đi con ơi, đi. Oh, wow. Má cũng hơn mình bấm kịp á. Má. Mình thấy vừa té với cái giật mình bấm liên tục luôn mà. Cũng hơn. Không thôi là té sẽ dập mặt rồi. Whatever it is, we'll get to the bottom of it. Oh, mấy cái này phải cẩn thận. Oh, biết ngay. Tại vì mình thấy cái này có vẻ không ổn với lắm. Nghi rồi. Đồ mà mình như công nhận mình cũng điêu luyện vãi luôn á. Lên em. Đây. Chuẩn luôn. Wow. Lê đà cái đó. Mồ mấy nó té nhảy mà không lê đà cái té dập mặt luôn á. Ok, small cam. Mình không chắc cũng không cần đâu. Chứ là mình cần đạn này là nhiều, đạn súng đạn là nhiều chứ cũng cam, cũng đâu có nâng cấp nãy mình vừa nâng cấp rồi xong mình mới đi. Ồ, chúng ta tới rồi. Ui, má mấy chỗ này cao vậy mà mình nhảy như đúng rồi luôn á. Má nãy giờ mình cứ tưởng là chắc nước nôi dưới, ai ngờ không phải. Ồ, cái gì đây? Má khu này nhìn giống khu Ai Cập cổ đại. Wicked Veil, Jason Rampar, Dinadia. Ủa, có cái cam mini này mình cứ tưởng là cái khu của bà, của cái mộ phù hủy, bà phù hủy luôn. Yolo, lên. What the fuck? Ủa, what the fuck, cái gì vậy? Ủa, nhìn đẹp vậy, ảo vậy? Đẹp vãi. Mấy cái DLC này nên ảo diệu, ví diệu, thật là ví diệu. Má nhìn ảo vãi luôn. Ủa cái gì vậy? Má sao cái góc nhìn nó nghiêng rồi đó. Phải hút rồi, phải cần rồi.
Má chưa đã chơi cần rồi sao? Ôi má chơi cần mà còn rung rung cái đá nữa hả? What the f? Cái gì vậy trời? Cái gì vậy trời? Ui cái đầu ông nó vừa di chuyển phải không trời? Cái đéo gì vậy trời? Ghê phải nồi. Ồ, nhìn mặt mình như phải cần á. Chụp hình selfie cái nhẹ coi. Má kiểu giống như ba má mày sẽ quan sát mày vậy á. Mọi người sẽ dòm ngó mày, thiên lôi dòm ngó mày. Đù, nhìn cũng ảo đi chứ. Cái DLC ảo nhưng mà mình từng thấy. Nhìn tục tục sao quá. Má nhìn tục vãi luôn. Má ghê vãi, thôi đi tiếp đi má, nhìn nó nhìn mình ghê quá. Má đứng nhìn hồi cũng tởm chết mẹ. Gì đây trời? Ui, ui cái gì? Just keep moving. Ui, có phải bố mình không trời? Ồ đúng rồi, bố mình kìa. Bố ơi, bố đi ra thôi. Bố ơi, mình vô thế. Đâu bố tôi rồi? What the f? Đấy, đầu óc quay cuồng thì luôn chứ trời. Hết bố, hết ông bà kia rồi, giờ chuyển sang bố mình. Này là không có thật, chỉ là ảo tưởng thôi. Tao không tin. What the fuck? Ôi, ôi. Hết cái hồn. Lại hồn. Hết cái game. Lâu có jump scare kiểu nó, what the hell. There is a truth behind the truth. There is a truth behind. Ok. Các bạn, chúng ta bị cái gì đó rồi. Mình đâu có hút cần, đâu sao phê thuốc sớm vậy. Ôi cái này giống Assassin's Creed nha. Cái này nè. Ôi, ôi ảo thế. Bố ơi, đợi con với. Tại sao đi nhanh vậy? Ủa, đâu mất tôi rồi. Né, thanh niên lầy vậy. Ồ, ôi phòng làm việc của ba mình kìa. Ủa sao nó lại nằm đây ta? Someday you understand. What the f? Ủa, ông vừa mới mang cái mặt nạ đầu ngựa hay sao ta? Vãi. Ông cầm súng bắn nát đầu luôn. Tục vãi luôn. Ôi, ôi, cái gì vậy trời? Ủa cái đó. Cái đó sao giống căn nhà có hai cái chân gà quá vậy? Cái quái gì vậy? Từ khi nào mà nhà nó biết di chuyển luôn vậy? Ghê vãi. Này đúng cái là thật không thể tin được. Thật không thể nổi. Ôi 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 ôi, nó thấy mình rồi. Ôi nhà bị di chuyển luôn. Ôi nhìn nó có chân cái chân nữa kìa. Ôi bật. Ôi phù hủy à. Ôi chết mẹ rồi. Nó mình đi lộn có một đường mà bắt đầu chết rồi sao? Cái quái gì vậy? Ôi con gì vậy? Má con này lạ nha. Má ủa có ba mắt luôn kìa trời. Ôi có đâu ra vậy? Sao đồng thế? Má cầm súng bắn cho lẹ thôi chứ sao vậy? Mẹ nó hất nó cắn mình rồi té giặt mông luôn chứ. Ê, ê, bày 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 nhân dân chơi. Đúng rồi xong rồi nè, ngon, ngon cơm. Ôi, 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 bày 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 bày. Má hư cấu là đây. Té xuống nước luôn rồi. Ôi xong nhiệm vụ rồi nè. Chasing Grandpa complete.
Can you hear me? Are you there? Ồ, mà uống nước quá trời luôn. I'm here. I think. What happened? You started coughing, said something about flowers and pollen, and then nothing. Mẹ. Ủa, mình cứu được ông cho ta. Má gặp phù hủy ghê chết mẹ. Mấy cái này đúng nghĩa mình đi đại luôn á, chứ mình không rõ mình đi đâu. Mà thấy tại cái bức tường này nó nhảy được cho mình nhảy luôn. Mission gathering clue, search the cave for clue. Ok, nó bảo là mình phải search cái cleft này, cái hang động, cái cave này để tìm manh mối. That was the last time Grandpa ever saw her. Rồi, má bà nó chết rồi. Má, tội vãi. Someone's been in here recently. Cái gì vậy? What the fuck? Some sort of makeshift distillery. Smells just like the. Chúng ta phải phá vỡ cái cửa này. Of course, she's refining the pollen, weaponizing it. There's no magic here, Nadia. Just someone very. À, có cái ngay đây nè, để mình bắn thử thôi. If it is just a person, then wouldn't the pollen affect her too? If she can resist it somehow, then so can we. Có cái hộp gì ngay đây ta? Chuyện như tôi phải kéo cái này xuống hay sao á? Chính xác và vậy. Quá hay. Cái này nó hình như là chúng ta phải đợi cái này vô ngay thẳng ngay gần chỗ này, rồi chúng ta bật cái nút này để cho cái này nó làm cái gì đó mình không rõ đó. Bây giờ nhưng mà nó phải làm nhanh. Vậy thì cái cột này mới đập thẳng vô cái cửa được. Đù, nice, đúng rồi, quá hay. Đồ chuẩn luôn. It's been leaked. I found something. One of the prisoners wrote down a formula that might counteract. Nó nói gì điện thoại rồi. It has to be for my grandmother. The witch killed her and now she's going to help save grandpa just like in one of his stories. Nadia. Have faith, Laura. Hop back to the. Mình kéo chỗ này ra cái đã. Ơ, vãi cửa má tự mất luôn. À, chúng ta lại quay trở về cái chỗ hồi nãy. Cái chỗ mà cái hang động á. Chúng ta đi một đường vòng luôn rồi. Đi coi. Nó đi có vẻ hơi xa đó, nên mình kiếm cái cam nào mình quay về cho nó nhanh. Đây đây, mình chỉ cần đi thẳng qua có cái cam kia. Rồi qua chỗ này luôn. Đây. Để phóng về nhà cho lẹ. Fast travel. Nhìn đi. Có nhiều cái cam lắm, nhưng mà này đi cho nó gần. Giờ mình phải trở lại cái Soviet installation chỗ này nữa. Any advice on where to start looking? Okay, first the seed pots. The flowers grow inside. Nhìn đây có cái nè. There's never enough of them to make you sick, so you should be able to gather some. Nhiều lúc đúng đúng nghĩa là bấm cái này ăn, nó không ăn phải bấm đi bấm lại mấy lần. As for the insecticide, I have an idea where we might find some. Grandpa taught me to read Russian, so I'm going to old equipment manifest, see if I can find out where. Rồi, phải giờ phải vô cái hang động hồi nãy nữa, hơi khó chịu á. Start gathering the other supplies now. Không biết còn con hổ đó không nữa ta. Wait, wait shama. Má tao không muốn phải giết mày đâu. Cái gì vậy? Nó giết hai con này thôi mà từ trên nó phát hiện là sao trời. Nằm đâu ta? Nằm gì đây? Sao nó không hiện cái gì chỗ để mình lấy ta?
Thôi mình đi quá đà đó. Giờ nhìn lại mới thấy mình đi quá đà đó. Cái gì trời. À con chó. Cái gì vậy? Sao cái gì đó cứ báo còn kêu gọi ta. Ồ nó bắn mình rồi. Cái gì vậy trời. Thanh niên tỉnh nó vậy. Tỉnh quá vậy. Thôi nhưng mà mình cũng đâu có dây dưa mấy thằng này đâu ta. Mình chỉ vừa mới bắn một cái là tụi kia phát hiện luôn rồi. Má ảo thật chứ. Cái gì đây. Map update. Mong là đừng có thú gì nhiều. Tại vì mình cũng gần hết đạn rồi. Coi xem đồ nó còn tốt kiểu được không ta. Mày cứ tin mày chạy lên đây tao cho mày phát shotgun như bầu. Rồi tao đi thôi. Mấy tao đang đi làm nhiệm vụ rồi đấy. Để yên tao đi làm thôi. Đó đâu rồi. Đúng chưa ta. Quay hộp này không ta. Duy nhất chỉ có mình nó thôi. Ồ không phải. It's just need a seed. Making an antidote. Ồ đúng rồi nè. Được một cái nè. Rồi. Má chị dẫn tiếp đường con đi má. Má cái game này nhiều lúc bấm cái nút này mệt ghê luôn á. Ok rồi đấy coi. Đi tới đằng kia nữa. Bữa nãy mình vừa mới đi ngang qua đấy mà ta. Mà tốt là đây có một cái nữa. Nói chung là 5 cái. Làm sao lấy đủ cho hết rồi ok. Ngon cơm. Chuẩn cơm mày nấu. Đây một cái đây. Má nhìn như cái ống sáng nó nhìn như cái chai lightsaber rồi. Bộ ta lấy hoa đây. Đúng rồi. Còn cái nào đúng không ta. Lấy luôn. Cái gì đây. Má có vẻ nhìn ghê chứ. Vô. Phá luôn. Bố thấy cái gì nó nghi nghi là bố đập hết. Ồ, cái đồng xu nè. Thật là mình cũng không rõ đồng xu này. Ơi, đây, đây, bông đây. Được hai cái rồi. Thấy chưa, đi rồi má, mình đi đúng, khá là đúng hướng. Bravo team is still MIA. We have an unsent energy mission send a distress call. Rescue party. Finish up your patrol around the Soviet installation. See if you can pick up the native girl's trail. She's involved in Bravo's. Chết mẹ. Đừng nói là tụi nó đưa hàng, đưa người lên đây nha. Nó có vẻ nguy hiểm rồi đó. À, nước đóng băng luôn rồi kìa. Can you get somewhere safe? I'm in one of those old safe houses and I have snares set outside. Snare rest of the outside. Má đóng băng luôn rồi. Is this? Hơi càng đó. For you, Laura? I'm not used to it. You know, people trying to. Giờ sẽ thú chết nhiều vậy. I don't think it's something you can get used to. Just stay safe. Này giờ cái chỗ này còn khác rồi. Challenge complete into darkness. À cái này mọi người chỉ mình chỉ cần vô cái ba cái hầm á là nó ra một cái challenge. Mà nãy giờ mình vô mấy cái rồi. Cái này. Để hướng này thử coi xem có. Mình nghĩ là hướng này. Mình phải đi tìm bỏ bông. Ồ oh, bông mới càng sớm càng tốt. Nhưng mà không rõ nó nằm đâu nữa trời. Chắc chắn nó phải nằm đâu đây. Ý. Đằng kia rồi đúng rồi đây nè. Đây. Ok ngon. Con cơm đi. Chúng ta còn hai cái nữa ok luôn. Ờ à, má mém được mình qua đường ra luôn rồi chứ. Vô đâu, vô đâu. Ở đây cũng có cái nữa nè.
tiếng vãi. Ôi sao nãy mình không thấy ha. Còn một chỗ đó duy nhất thôi đó. Mà mình đi xong qua chỗ này mới ghê chứ. Nãy đi mà gặp tụi nó bắn như đúng rồi luôn. Á à, không coi mình ra cái hệ thống bố má gì hết. Nói phải cái gì mù câu. What the fuck? Chó sói chạy đúng rồi vậy. Lên em ơi, lên. Vô luôn. Đây, coi cái cuối cùng. Harvest Delights. Giờ chúng ta phải ơi kì đây. Đi có đạn lại nè, cảm ơn nha. Sao là có người chết ở đây ta? Mình cũng chả rõ nữa. Secret review map update. Gì đây? Strong box. Còn này là gì đây? Mission. Chỉ cần quay trái rồi ra gì. Giờ chúng ta đi kiếm mấy con hu. Delice. Đi hơi quá đà đó. Hư đâu, hư đâu. Bố này đi tìm mấy con hư, con hư trong đây không có là sao trời. Đâu rồi. Bên phải của mình. Đây là nó phải nằm ở đây nè. Chắc mình nghĩ đây chắc nó cũng kìm vòng 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 đâu đây thôi. Dealize. Mission challenge. Harvest Delivers. Deliver là cái gì ta? Delivers. Cũng hơi khó hiểu. Deliver. Hai con hươu sống mà. Mình cũng không rõ nó là cái vật thể hay là một cái con luôn. Không phải cái này, không phải cái này. Mình nghĩ chắc là xác hươu á. Xác hươu, xác của mấy con này, hươu hay này đó. Mà giờ mình phải đi tìm nó nằm chắc cũng đâu đây thôi. Chắc mình cũng không nghĩ, mình còn nghĩ là chắc nó cũng đi xa đến mức độ vậy đâu. Chắc cũng đâu đây thôi, đâu rồi. Xuất hiện đi. Ồ đây, đây. Phải nằm ta. Ây, bậy 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 em chơi. À, mấy dân chơi thì bậy quá. Giờ sao muốn chết hay sao? Đó, một dân chơi đã chết, một dân chơi kia sợ quá chạy luôn. Bố mày thật tình là không muốn giết mày đâu. Nhưng mà mày bắt buộc bố phải làm gì đó thôi. Vãi thật, chúng ta được một cái delay nè. Chơi bố mày nè. Thêm một cái nữa. Ê đây đây. Má hư chạy tới đây luôn. Ok ngon. From random order notes. I think I have found it. They stored it in the lower level. Making collect the chemical from the copper mill. Nó sao nhiều vậy? Nó đi hướng này mới ghê chứ. Để mình quẹo lại cái đó. Hơi xa đó. Nếu mà có cái fast travel thì nhanh hơn tí. Gì đây? Đó, đi hướng này nó đúng hơn nè. YOLO, YOLO, YOLO. Cái nút này nó nhiều lắm, nó không có giữ như nút chạy á. Nó không như Battlefield nha. Bấm hơi bực mình. Đúng rồi, đúng rồi.
Đó, đúng rồi. Mình có vẻ có cảm giác gì đó, có chuyện gì đó không ổn, chuẩn bị xảy ra. Má xe treo sát người, đúng rồi luôn á. Có gì đó không ổn. This writing seems to be pointing to something nearby. Code Chase. Reading the past. Like I'm reading the past. Không biết trong đây có gì không ta. Bố, nhưng mà nói chung là bố loot hết. Ê, má này có cửa mà mình làm thấy ghê thật chứ. Mới phải kiếm cái chỗ qua đây. Đâu rồi? Đường lên ngay đây rồi. Đây đây đây, có cái chỗ lên rồi đây. Đúng rồi anh, đúng chuẩn luôn. Má cái áo giờ mình đông lạnh luôn mới ghê chứ. I'm mixing the ingredients now. I'm mixing the ingredient now anywhere on the patrol. Just picked up another transmission. They're on the move. Where are they now? À, bố thật sự bố không sợ vậy lắm. They're headed straight for you. Uầy. What the fuck? Má sao lên đi lẹ vậy? Oh, double kill. Hay vãi. Còn thằng ở đâu? Thấy bắn từ dưới. Ây da, trời, một đống ở dưới kìa. À, phải chính xác. Đó, headshot là headshot. Đó ơi. Đồ, má gì. Xong chưa? Còn Honey nữa không? Má Honey để đầu tóc bựa vậy. À không. Má cái hoodie. Chơi lại vậy luôn á hả? Nói mình cũng bắn cái đầu thôi, nhưng mà tại anh em này ngáo quá. Chạy tới vậy thôi, return to the Versailles. If it does, I'll make my own and meet. Play your beacon. Hôm bây giờ vấn đề là mình phải chạy ra cái chỗ gì nhiệm vụ rồi ta. Rồi. Đừng nói rồi, mất tiêu rồi. Make a rồi ơi. Chúng ta phải chở gì? Mình dùng chạy cam cho di chuyển gió lẹ vậy. Mission. Return to the Wicked Vale. What the fuck? Má Wicked Vale thiệt luôn hả? Ok, về thế giới. Dùng fast travel cho tiện. Ơ gì, có một cái skill upgrade mới. Problem. Hiện tại mình cũng đang nâng cấp gần hết rồi. It's pistol này, burst luôn đi. Cái này triple shot thật chung vậy gì đặc sắc cho lắm. Tại dù sao mình cũng mấy cái survival thì nhiều lúc nó cũng không cần thiết cho mình đó, cho nên mình không có nâng cấp nhiều. Handguns. Không cần gì lắm. Inventory. Ammunition. Đạn gần hết rồi. Equipment. Súng đạn đâu rồi. Hollow boy round. Renee arrow. Crack mask. Rồi đó, có đạn rồi đó. Thì mình nghĩ là mình nên đi, à quên, fast travel rồi nè. Fast travel cái đầu tính. Kim cho này rồi. Hidden refugee. Logging camp. Cái chỗ này đẹp vậy. Gì đâu ta.
cái phù thủy đâu ta? The Gulag. Supply shack. Rồi cái nó nằm đâu chỗ nào quên mẹ rồi. À đây 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 đây. Mission. True vision. Có cái cam ở đây. Gần đây cũng có cam, phải qua đây đi. Yes. Of course.